Hello, gần một tuần rồi mới gặp lại các anh em. Cái thời gian này thì mình công việc khá là bận, nếu không muốn nói là rất là bận. Cộng thêm thì mấy hôm nay mình bị cúm, đó cho nên là cái năng lượng để mà nghĩ cái ra một cái video nào để phục vụ các anh em là gần như là không có. Bây giờ đang quay nó là gần 12 giờ đêm rồi, cho nên mình nói nó không được gọi là cũng phải hạn chế cái âm lượng. Ok, thì thôi không dài dòng nữa. Trong cái video tiếp theo này mình sẽ chia sẻ đến cho các anh em 7 chai nước hoa mà mình nghĩ rằng nếu như các anh em nào đang muốn, ví dụ như là thay đổi một cái style ấy, chúng ta đang từ một cái style có thể gọi là trẻ trâu đi đó, còn từ một cái cậu teen boy mà chúng ta muốn chuyển sang một cái style nó đĩnh đạc hơn, nó chững chạc hơn, một người đàn ông đã có cái sự trưởng thành hơn, thì chúng ta nên sử dụng mùi hương nào. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa, 7 mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái cầu nối rất là tốt từ một teen boy, ok, sang một người đàn ông trưởng thành hơn. Có nghĩa là mùi hương nó không phải là già khú đế, già đến mức mà gọi là như một ông lão thì không phải, mà nó vẫn ở một mức độ nào đấy có thể dung hòa được giữa một cậu thanh niên sang một người đàn ông trưởng thành, và nó ở mức vừa đủ, nó ở mức độ dung hòa đó. Thì đến nội dung của video ngày hôm nay, ok, let's go. Chai hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Dunhill và nó có tên là Icon. Đây là một mùi hương theo tông Warm Spicy với sự kết hợp của tiêu và gỗ, nếu như mình nhớ không nhầm. Khi mà người mùi hương này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái gì đấy của Terry Mess, một cái gì đấy của Narciso Rodriguez Blonor đó. Thì mùi hương của chai hoa này mình nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp cho các anh em nào đang muốn rũ bỏ cái hình ngượng và một cái hình tượng của teen boy để hướng đến một người đàn ông đã trưởng thành. Bởi vì với một cái tông mùi cay nồng vừa đủ, không phải là quá già đó, không phải là một dạng kiểu như là old school, một người có thế hệ cũ 70-80, mà nó vẫn ít nhiều gọi là có một cái gì đấy gọi là không phải là trẻ, nhưng mà nó giống như kiểu là một cái sự dung hòa vừa trẻ vừa đủ và già vừa đủ đó, nó ở hai, là giữa hai cái điểm đấy. Thì các anh em nào đang muốn một cái mùi hương bắt cầu để bắt đầu chuyển đổi một cái hình ảnh một người đàn ông đã bắt đầu là có cái sự trưởng thành rồi ấy, thì Daniel Icon nghĩ rằng là một trong những sự lựa chọn các anh em tham khảo đó. Chai hoa đầu tiên. Chai hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Carolina Herrera và nó có tên là CH Man. Đây là một mùi hương kết hợp giữa cỏ và da thuộc, nó có một cái nét tương đồng một chút với Armani Code đó. Thì khi mà chúng ta xịt chai hoa này, cái open note của nó là một cái một mùi hương green, một cái vị xanh rất là dễ chịu, sau đó là nó mix cùng với da thuộc một chút vani, rất là gentleman. Có nghĩa rằng nếu như anh em nào muốn một cái mùi hương mà người ta ngửi một phát ấy, người ta đã cảm thấy cảm giác thì ông bạn này, chàng trai này rất là điềm đạm, rất là chững chạc rồi, thì CH Man là một cái mùi hương như thế. Nó không thể nào hợp được với các anh em như kiểu như là nhí nhố, nó cực kỳ không phù hợp. Nhưng nếu như anh em nào muốn cho một cái mùi hương mà người ta không thấy là quá già đó, và người ta cảm thấy đủ cái sự trưởng thành trong con người của chúng ta, thì CH Man là một cái mùi hương như thế. Có một cái điểm khá đáng tiếc là hiệu năng mùi của chai nước hoa này nó không phải là quá là xuất sắc, một cái điều khá là đáng tiếc. Tuy nhiên bỏ qua cái yếu tố về hiệu năng mùi, thì như mình đã nói vừa xong, một cái cầu nối rất là thú vị, CH Man. Chai nước hoa tiếp theo mà mình nghĩ rằng là khá là phù hợp, không biết được anh em nghĩ thế nào, đó là Tempo. Tại sao mình lại cho Tempo vào trong cái list này? Bởi vì khi mà chúng ta nhắc đến một cái người đàn ông đã trưởng thành thì không thể không nói đến nhóm mùi hương ở hoắc hương với một mùi ẩm của đất. Và để mà lựa ra một cái mùi hoắc hương nào mà nó vừa đủ đó, nó không gọi là một cái mùi dày sâu và tối, thì mình nghĩ rằng ngoài Tempo ra sẽ rất là với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình nghĩ rằng sẽ không có nhiều chai nước hoa khác mà nó dễ ngửi hơn với sự kết hợp của Tempo, của hoa Violet
mà nó vẫn có một cái chất đặc trưng mùi ẩm của khoác hương. Tuy nhiên do mình thấy rằng do nó có dùng cái nguyên liệu hoa violet ấy, thì nó có thêm một chút phấn, cho nên nó bớt cái độ tối của cái mùi khoác hương. Thì các anh em nào mà trẻ nhưng mà chúng ta trầm tính ấy, mình nghĩ rằng hoàn toàn có thể xịt được tempo, nó sẽ đỡ u tối hơn rất rất là nhiều. Một số những chai mà thuần với mùi hoắc hương thì nó quá là già đối với các anh em, còn tempo mình nghĩ rằng là nó sẽ dễ dàng giúp cho các anh em tiếp cận hơn. Đó, mình nghĩ rằng là như thế. Thì ở chai nước hoa thứ ba, Diptyque Tempo. Chai nước hoa thứ tư, đó là một sản phẩm của nhà Acqua di Parma và nó có tên Leather. Như mình vẫn nói ở rất rất nhiều những video, đây là một trong những mùi hương da thuộc mà có thể gọi là nhãn nhặn và trẻ trung nhất trong những một số những cái chai mà mình đã từng ngửi, so với Tuscan Leather, so với Ombre Leather, so với Fucking Fabulous. Tất nhiên thì mỗi chai nó có một cái điểm mạnh khác nhau, điểm mạnh và nhược điểm khác nhau. Thì với Acqua di Parma Leather cũng không phải là ngoại lệ. Với một cái sự kết hợp giữa của citrus, của trái cây mix cùng với da thuộc thì nó sẽ tạo nên một cái mùi da thuộc nói chung là rất là nhãn nhặn, vừa đủ. Đó, không quá là ồn ào, không quá là phô trương, thế nhưng chúng ta sẽ nhận được một cái mùi hương rất rất là nhãn nhặn. Tuy nhiên thì có thể là do thế cho nên là về khi mà chúng ta muốn một cái mùi hương da thuộc nó cá tính, nó gai góc thì Acqua di Parma Leather nó không phải là như thế. Nhưng để quay lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay, một cái mùi hương làm cái tính chất bắc cầu thì Acqua di Parma Leather mình nghĩ rằng là chúng ta cũng nên thử. Đó, chai nước hoa thứ 5, đó là Frederic Moore Extraordinary Vetiver. Chúng ta lại thắc mắc tại sao lại là chai nước hoa của nhà Frederic Moore, bởi vì vetiver không bao giờ là một cái mùi hương dễ dàng cho đối với mọi người, với cái đặc tính khô, khá là gai góc và nói chung là một cái tông mùi nó rất rất là không phải là ai cũng có thể thấy dễ chịu khi mà ngửi mùi hương của cỏ hương bài. Thì mình thấy rằng ở chai nước hoa của nhà Frederic Moore nó làm rất là mượt, nó làm rất là nhẹ, hoàn toàn cho các anh chàng nào muốn từ bỏ hình ảnh teen boy chúng ta xịt mùi hương này. Mình nghĩ rằng nó không phải là quá già, nó vẫn có vừa đủ. Đó, như giống như chai nước hoa CH Men mình đã nói ở đầu video, nó có một cái điểm giao giữa cái này và cái này, thì Extraordinary Vetiver là một cái sự lựa chọn, một cái sự tham khảo đi. Mình nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều những cái chai thuần, như ví dụ Guerlain Vetiver, đó là Encre Noir, vân 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 vân, đều rất là dày tối và nó quá là già dặn, rất là khó dùng. Nhưng với sản phẩm của nhà Frederic Moore thì nó, mình nghĩ rằng nó sẽ dễ hơn rất rất là nhiều cho các anh em. Đó, chai hoa thứ 6, đó là Creed Silver Mountain Water. Tại sao không phải là Creed Aventus? Vì mình nghĩ rằng với một cái mùi hương mà có cả một đám đàn em clone thì các anh em không cần thiết phải để mình phải nói ra. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo Creed Aventus. Còn với Creed Silver Mountain Water thì mình thấy khá là ok. Đó, bởi vì là bản thân mình nhớ trong một video mình đã nói là một số người em của mình ấy, khi mà dùng chai nước hoa này đi làm và xịt thì vẫn luôn nhận được những lời khen ngợi và cũng không bị nói là quá là trẻ trâu. Đó, thì một cái mùi hương của trà kết hợp cùng với xạ rất 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 là ok, ít bị đụng mùi và nhận được những lời khen và nó cũng là có một cái gì đấy nó trưởng thành. Thì Creed Silver Mountain Water, anh em nếu mà có thể thì tham khảo mùi hương của chai nước hoa này. Ok, thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em, chỉ có 6 thôi, không phải là 7, 6 chai nước hoa mà nếu như chúng ta đang muốn từ bỏ hình tượng của teen boy và chúng ta muốn một cái gì đấy nó trở thành hơn, thì 6 chai nước hoa này mình nghĩ rằng nó sẽ giúp cho các anh em ít nhiều rất là nhanh thôi. Đó, video mình đến đây hết, rất hy vọng sớm gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, bye bye.